bây giờ mua rồi đó buông ra. Mua A1 A2 không? Công mua A1 A2 đi. Gì vậy? Công anh chăng nhé. Công anh chăng nhé phải không? Bây giờ đừng... Nghe rồi đó. Ủa anh? Ủa anh giải mà em chưa giải. Anh ơi anh giải phải đánh chiên chứ. Ừ thì lên đánh chiên chứ. Đọc. Công anh chăng nhé đã lâu. Bây giờ đó, đúng rồi. Bây giờ nghe đã vậy. Nghe đã. Thành Châu đi cài. Chốt chưa? Khoan. Đúng rồi. Công anh chăng nghe đã lâu. Bây giờ nghe đã Thành Châu đi cài. Thành Châu ai cài? Không, đi cài. Ai cài? Nghe lời anh lần đi lan anh lại em ra. Thành Châu ai cài? Chốt chưa? Có ý nghĩa. Công anh chăng trời ơi, cười chảy nước mắt con mình nuôi nhỏ nó đâu rồi. Con mình nuôi nhỏ nó đâu rồi. Thì giờ sao, tức là sao? Thì đó, công anh chăng nghe đã lâu. Bây giờ nghe đã Thành Châu thì ai cài? Ai cài? Anh chưa thấy thì ai cài? Ai cài vậy? Sợ người khác cài. Thằng khác nó cài. Bây giờ anh chăng mấy nghe rồi? Chăng mấy nghe rồi. Ở nhà con Châu ở nhà mà nó nghe luôn. À, ở nhà có con Châu sẵn rồi phải không? Cái đó cũng nghe nó lớn lên đó. À, nghe lớn lên. Nhưng mà hên, tức là anh chăng Thành Châu xong anh cài luôn. À, đó thì đó. Đây là đáp án chính xác. Yeah! Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.